Đây đến nơi các bạn. Đến nơi. Bọn mình vừa ra các bạn. Hôm nay thì là ngày nghỉ thứ hai của mình trong tuần kíp này. Thì hôm nay chúng mình đây sẽ tới khu này đánh này. Vừa ra nơi mình quay cho bạn xem. Cả khu này nó là những cái cây cây cỏ nước các bạn. Đó, mùa này là mùa cạn nước, nó khô. Thì nó lộ ra như này, lộ ra cái thân này. Thì bọn mình ăn lội dọc để đánh. Hôm nay hy vọng là một ngày may mắn các bạn. Sẽ gặp được nhiều cá to. Đấy, anh mình sang bên kia trước kìa. Giờ mình không qua đấy cùng anh mình. Con chuối à? Ôi các bạn ơi, con chuối khủng kìa. Anh quay rồi. Đây các bạn ạ. Con cá chuối, một con cá chuối các bạn. Con này khoảng được 3-4 nạng các bạn. 4 nạng, con này mình nghĩ là tầm 4 nạng. Bây giờ bọn mình sẽ tập trung đánh những sườn sườn này các bạn. Đây, đánh dọc phải cái sườn này lên. Bữa nay thì bọn mình đi sáng sớm các bạn ạ. Bọn mình đi sớm này cho nó mát. Vì buổi trước đi trưa đi nắng lắm. Đánh ở những cái khu như này này thì xác suất được cả chuối rất cao các bạn. Đó có những cây này thì bây giờ các bạn nhìn nước nó mới tháo. Đồng mới tháo nhìn nó cạn này. Thì mình sẽ đánh những cái thẳng những cái gốc những sườn sườn này này. Thì sẽ được cá lóc cá chê các bạn. Cá chuối, cá gì, nói chung là ở đây cá nhiều. Cá gì cũng có thể bắt gặp được. Và may mắn là được những con cá to các bạn. Ở đây nó cũng rộng. Không khéo là mất ngay. Ở đây thì nó cũng vượt sâu các bạn. Nhưng mà nó có những cái cây, nó cá nó dựa. Lưa cạn này nó tụt xuống cái lòng này, trên này là ruộng lúa này. Ở trên này là ruộng lúa. Đánh ở đây thì mình thấy đánh sơ sơ qua mà cá giếc nó nổi nhiều. Rất nhiều cá giếc các bạn. Nhưng bọn mình hôm nay đã tập trung vào lấy cá đen này. Chứa đánh cá chuối các bạn. Sẽ không lấy những loại cá giếc, cá rô. Nay mình cầm theo cả cái túi đi này. Hôm qua thì mình đi đánh ý. Buổi đầu tiên của cái tuần này thì được khá nhiều rắn các bạn. Hoặc là gặp 5-6 con rắn nước. Thì hôm nay mình cầm cái túi này đi làm thử sách cho nhỏ là có nghĩa là ngày hôm nay đã được xem được bao nhiêu con rắn mình đựng hết được cái túi này. Thế đơn giản làm cái clip xem một ngày bọn mình sẽ một buổi đi anh kích xem bọn mình đánh được bao nhiêu con rắn. Đây cái túi rắn này, hôm nay bọn mình cầm cái túi này đi. Vải màn. Con gì đây? Ôi. Đây các bạn ơi. Con này còn to hơn con trước này. Ủa. Đây các bạn ạ. Đấy, vừa ra được hai con to đùng này. Con này bọn mình vừa đánh được. Con này tầm 5 nạng, 5-6 nạng con này. Con này tầm 4 nạng. Đây các bạn ạ, may mắn này, khu này cả cái khu đồng nó cạn các bạn ạ. Đã tụt hết được cái sườn sườn này thì mình nhận đi đánh cái tìm những cái búi này đánh ấy. Nó chỉ dựa những búi này này. Nước nó không được sâu đâu các bạn. Nước thực chất thì nó lông. Ngày xưa nó là cái rạch nhưng mà nó rạch người ta đắp cái lên cái bờ này này. Nhưng mà để lâu người ta không dùng thì nữa mương người ta không móc lại thì đất nó xô xuống nó thành đầy này. Đấy, mà mình đánh chẳng may đã tin hai con này, ba con này. Hai con nào cũng ngon các bạn ạ, còn chuối xịn. Nó không phải là giống cá lóc sụp. Cá này khác hoàn toàn với cá sụp các bạn ạ. Mình đã đi sang sườn này mình quay cho các bạn nhìn dễ hơn. Ở bên kia vừa mình quay nó ngược lắng. Lóc. Lại lóc à?
Để làm sao? To không anh? Ui trời ơi, lại con nữa. Ba chú, bốn chú rồi. Đấy, nó đâu có nằm ở sườn sườn này các bạn ạ. Nước nó rất chỉ là cạn thôi nhưng mà nó vẫn nằm này. Bên này nắng, bên này nắng nó ngược, ngược sáng. Quay nhìn nó mờ, mình sang bên sườn sườn này quay cho các bạn xem cho rõ. Lội qua cái mương này nó hơi sâu. Đây mình sẽ tập trung quay bên kia, anh mình đánh bên kia. Tin các bạn, ngày nay phải nói là bọn mình ra chưa đầy 15 phút các bạn. Đây, có mới đi được một đoạn này này. Một đoạn từ trên kia xuống đây này. Mà đã được 4 con cá chuối rồi. Đây, còn trong đó còn một đoạn dài nữa đây. Ở đồng này thì các bạn nhìn thấy này. Những cái chỗ cỏ xanh xanh kìa. Ngày xưa, ngày trước ấy, người ta cấy cấy lúa các bạn. Nhưng mà mấy năm gần đây thì công nghiệp người ta đổ vào kìa. Các bạn nhìn xa xa kìa. Là các công ty, nhà máy xí nghiệp. Họ tâng hết đất rồi. Mua gần hết rồi, chỗ này sang năm thì người ta cũng tâng hết. Và đồng mình người ta không cấy nữa. Các cái để mọc cỏ, mọc dại tùm này này. Gian đến cái đoạn mương này nó sâu hơn các bạn. Đoạn này nó sâu, nó rộng hơn. Mình đánh ấy, khi mình đánh động nó sẽ chạy ở những cái búi này. Đây các bạn nhìn này. Nó rộng. Đánh ra đây nó xác suất nó tìm cá ít hơn ở trên kia. Ở dưới đây nó rộng quá mà nước nó cũng sâu hơn. Đấy các bạn nhìn, ở sườn kia là những cái bờ cây, hàng cây. Thì ở những cái con cá chê là bùa cạn này, nó sẽ vào hết những cái búi đấy các bạn. Ở những cái sườn hậu hấp cây nó có những cái lỗ hang. Cá chê nó vào hết sườn đấy, nó nằm. Ở ngoài này thì cá lóc, cá chuối mình vẫn bắt được ngoài này. Đấy, trong cái búi để rộng lắm. Mà rộng lắm. Đây bọn mình phải đi mò, đi lần từng búi một các bạn. Đánh dọc những cái búi này này. Mỗi búi thì mình vào đánh dí bấm qua thì có con nào sẽ chạy thì biết được. Cái gì anh? Nóc thật. Chà, ui. Lại thêm con nữa. Mà mình vừa ở khu đồng về các bạn. Với số cá đi. Mình thì vừa đi qua kia mình bắt thêm được con rắn. Đây các bạn này. Con này to lắm. Con này phải tầm 4 nặng. Lát mình lên kia mình quay các bạn xem. Bây giờ mình tập trung đánh ở khu đồng này trước. Này đẩy đẩy đứng ở mét mét kia, đẩy đẩy dưới mương sâu sâu kia nó lên đấy hiểu. Chạy. Nó phi. Em tưởng có phi cơ.
chết đấy rồi sao? Về chân hiếu. Đây đang chân hiếu. To. Không không chạy được, ở đây không chạy được. Lại xem con nữa các bạn. Chơi bị kịch rồi. Đấy các bạn. Lại xem con nữa đi. Vừa ở đồng thì nó mát, lúc sáng sớm mình đi nó mát. Giờ về đây nó lắng quá. Úi, chạy mất rồi. Cá chạy quá to các bạn. Đó là may để chết con này. Khủng quá. Khủng quá, chạy to rồi chạy thoát được. Sâu các bạn. Mát rồi. Đây là mình đánh cái cống trên này này. Con này chạy xa, con này mấy nặng. Ở cái khu đồng này này các bạn. Anh mình vừa thêm con cá nữa này. Mình đứng xa quá. Giờ phải ra tận nơi lấy cá. Thế lại con nữa cơ. Mày nhìn thấy kiểu đánh như kia là lại dễ được hai con cá chuối. Đoạn này nước khá sâu các bạn. Đâu anh? Được mấy con? Tôi cho đây, cho sâu. Để được hai cả chuối rồi đó. Anh ngoi đây. Mình đứng xa xô quá. Cá cứ bỏ rổ ra. Nặng quá, xô là mấy con. Lại thêm con nữa các bạn. Còn cá chuối thôi. Đâu? Đây. Đánh ở đồng hóa ra lại không thông tin được về đây. Về cái chỗ khu đồng sen này thì nó tin hơn ngoài đồng chưa. Đánh khu của bờ cây, bọn mình đánh dọc cái bờ cây được có 5 con rồi các bạn. Nhưng mà từ lúc về đây này được thêm 4, 5, 6 con nữa. Lại được con nữa rồi các bạn. Ủa con này to đấy. Con này còn sụp. Các bạn nhìn xô này. Ta lo vút vào tận trong sen cạn này nó giúp nhỉ. Đi lục sụp á.
Ở đây thì nó là cái lãnh thổ, lãnh địa của cá chuối rồi các bạn. Ở đây cái mùa trước rất nhiều cá chép nhá, nhưng mùa này thì bọn mình đánh thì ít này. Chưa gặp con cá chép nào từ nọ rồi. Thì toàn cá chuối. Chê được ít. Chê thỉnh thoảng mới được một con. Đa số toàn cá chuối. Buổi đánh kích hôm nay bọn mình là buổi kết thúc cái tuần này. Mai mình phải đi làm. Mai hai anh em đều đi làm, phải 4-5 hôm nữa bọn mình được nghỉ. Anh em bọn hai mình tranh thủ đánh nốt hôm nay. Ngày mai là lại đi làm. Đâu anh? Thêm con nữa rồi các bạn. Hôm nay lại một ngày toàn cá chuối này. Nó chạy nó lổ hết cả sen lên này. Ở đây nó vừa mới cạn, nước nó vẫn mới cạn, nhìn lấy cái cuống sen nó hở hở lên này. Nó mực nước nó vừa rút đi đấy. Và cá nó vẫn nằm, nó chưa kịp xuống dùng mương sâu mà mình chạy chặn luôn ngay cái đoạn lèo lèo xuống rồi. Đánh như đấy thì tin rất nhiều. Còn cá chuối đây. Chạy mất rồi. Có phi à? Mấy cái cá khác. Con này chưa chắc phải cá chuối. Thế thì chết chỗ cái vật mũi nhọn. Không chạy đâu, con này không chạy được. Ở dưới về chân này. Bữa trước mình đánh có một cái clip bạn. Đi dọc men bên sườn cái cỏ ấy. Hay là đánh giật ra thùng sen này. Bữa đây được mấy con chuối to ấy. Thì mấy hôm trước nước nó đầy. Hôm nay nước nó cạn thì bọn mình sẽ đánh ở những khu này. Nó gần mấy thùng sen hơn. May ra thì cả chuối. Em nghĩ lại là dù khi chạy nó chạy nhìn nhỏ còn mà con cá to quá các bạn. Mình thấy đầy xô quá rồi. Bạn nhìn đây. Xô trần xì cá chuối đây. Nó đang tháo nước nó tụt hết vào cái bèo này các bạn. Lại còn nữa đây. Lát về em sẽ thả mấy cái nóc con này ở trong ấy, chuối con này ở trong cái thùng. Bớt một số cá chuối để nuôi lấy giống. Không anh. Này con khủng lên đây các bạn. Con này to này. Nó nằm ngay sườn cạn. Mình cứ thôi cái là mình cứ thôi đặt máy quay cái là nó lại chạy. Hôm nay bọn mình đánh được hai con sổ các bạn. Hai hay ba con đánh nhiều nhỉ? Hai con đúng. Ba con. Hôm nay mình đánh ba con sổ to các bạn. Nói chung là cá sổ nó như thế thì chưa phải là to các bạn. Nó chỉ được khoảng độ 3 đến 4 nạn thôi.
như thế chưa phải to. Cá sộp này to hàng mấy cân các bạn. Còn cá chuối mình thì nó có độ 2-3 lạng ăn ngon lắm. Bọn mình đánh hiếm thành loại độ cân lắm. Lại con nữa thì bạn. Đây, nó có đón ở những cái mép mép bèo này, nước nó đang chảy các bạn. Nó đón mèo này, bèo này là súng mương. Thì mình đánh dọc dọc những cái sườn sườn này này. Chặn nó. Bọn mình vừa dưới thùng sen cái lên các bạn. Bây giờ chưa lắng rồi bọn mình về các bạn. Đây, thành quả mình của mình hôm nay đây. Các bạn nhìn cá đây. Còn cá chuối nữa các bạn. Nó còn kẹp ở đây. Các bạn nhìn cá chuối đấy. Anh phải qua chẳng quay cho các bạn. Cái này khoảng độ 4-5 cân cá các bạn. Còn cá chuối đấy. Giờ chưa lắng rồi, mệt rồi, mình nghỉ thôi. Hôm nay cũng là buổi đánh cá cuối cùng của tuần này các bạn. Mình phải đi, mai mình phải đi làm rồi. Hơi dậy sự sống tí. Đấy, nhiều cá quá các bạn. Toàn cá chuối. Toàn chuối to, chuối ngon. Rồi, hôm nay clip xin dừng, mình xin dừng ở đây các bạn. Chào các bạn.